Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 75 năm, 80 năm tuổi Đảng. Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Bùi Xá và khu phố Vinh Quang. Nguyên nhân các địa phương chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 382 vẫn còn 13 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Tăng cường tuyên truyền xử lý phụ huynh học sinh giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 107 năm thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 75 năm, 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 năm 2024 tại huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, bí thư thành ủy Hưng Yên, Lê Văn Hưng, bí thư huyện ủy Văn Giang. Tại số nhà 11 Trần Bình Trọng, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Bình, 96 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Phạm Ngũ Lão, đảng bộ phường Quang Trung. Tiếp đó, đoàn đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tô Tần, 92 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ 4 Tam Kỳ, đảng bộ xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Quốc Toàn chúc mừng, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với Đảng. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình đảng viên, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Đồng chí chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Nhân dịp này, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang cũng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm, 45 năm và 55 năm tuổi Đảng. Sáng nay, các khu dân cư đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và tặng hoa chúc mừng. Dự tại khu dân cư thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu dân cư Bùi Xá hiện có 419 hộ với 1.193 nhân khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu là làm nông nghiệp và đi xuất khẩu lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 72 triệu đồng một người trên năm. Đường làng ngõ xóm 100% được bê tông hóa. Trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới, từ năm 2023 đến nay, thôn xã hội hóa trên 1 tỷ đồng xây dựng các công trình của địa phương, cải tạo đường hoa, trồng cây xanh, nhân dân trong thôn hiến 300 mét vuông đất thổ cư, 350 mét vuông đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông. Thôn đã duy trì và giữ vững danh hiệu làng văn hóa 5 năm liên tục. Công tác giáo dục khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm, trên 64,4% hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đề nghị chi bộ, ban công tác mặt trận thường xuyên phối hợp vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục vận động nhân dân xây dựng và gìn giữ các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư 3.0, phát huy hiệu quả hòm thư góp ý, vận động nguồn lực cộng đồng chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn và xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, khu dân cư Bùi Xá đón bằng công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Dự tại khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, có đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phối hợp với các chi hội đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phong trào xây dựng khu dân cư 3.0 tiêu biểu như vận động 126 hộ có diện tích thu hồi để thực hiện đề án làm đường tránh 377 và dự án 7,1 hectare làm khu tái định cư, hệ thống đường thôn xóm, đường nội đồng được nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới rộng từ 3,5 đến 5 mét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Phong trào khuyến học khuyến tài được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Việc tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nhân dịp này, khu phố Vinh Quang vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2024.
Ngày 5 tháng 11 năm 2024, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự buổi sinh hoạt chi bộ tại chi bộ thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đảng viên trong chi bộ đã nghe đại diện cấp ủy chi bộ thông tin về tình hình thời sự, các vấn đề của địa phương, phổ biến triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 10 năm 2024, triển khai nhiệm vụ phương hướng trọng tâm tháng 11 năm 2024. Các đồng chí đảng viên đã tích cực trao đổi, thảo luận những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị chi bộ cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng viên trong chi bộ phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đi vào chiều sâu và bền vững. Sáng nay ngày 6 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 35 sản phẩm OCOP khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể như nhãn lồng Hưng Yên, nghệ Chí Tân Khoái Châu, vải trứng Hưng Yên, mật ong hoa nhãn Hưng Yên, cam Hưng Yên, sen Hưng Yên, gà Đông Tảo. Từ chương trình đã góp phần hình thành trên 200 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hoạt động hiệu quả. Một số sản phẩm OCOP được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia như tinh bột nghệ và bột nghệ, cấp khu vực như mật ong hoa nhãn, nano, curcumin, sữa nghệ nano, collagen, kem nghệ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số địa phương, chủ thể chưa quan tâm thực hiện chương trình, nhất là công tác lập hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn. Một số sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng nhưng chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, bao bì sản phẩm còn đơn điệu, tính cạnh tranh chưa cao, sản phẩm xuất khẩu còn ít. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để phát triển chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên như tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, xây dựng câu chuyện sản phẩm, phát triển thị trường, kỹ năng bán hàng online cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Ưu tiên hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP thực hiện đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, nguồn thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh bị sụt giảm. Nguyên nhân là do việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các địa phương chậm. Và cũng chính điều đó dẫn đến các khoản thu về đất trong tháng 9 năm 2024 trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 421 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm 2023. Việc chậm trễ trong đấu giá đã gây lãng phí nguồn vốn, không có nguồn vốn để giải ngân vốn đầu tư công, trong khi nhu cầu về vốn xây dựng để phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương lại thiếu. Trong năm 2021 và năm 2022, thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng dự án và hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu giá thành công 90 suất đất. Tuy nhiên, do khách hàng bỏ cọc nên khu dân cư trên vẫn còn 25 suất. Để tiếp tục đấu giá nốt các số đất còn lại lấy kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới, ngày 10 tháng 1 năm 2024, xã Lệ Xá tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Nhưng từ đó đến nay, ngoài những nguyên nhân khách quan trong quá trình phê duyệt giá khởi điểm và việc tổ chức đấu giá thì có phần nguyên nhân do thời điểm giao thời trong thực hiện luật đất đai năm 2024
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, nghĩa là khung bảng giá đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành năm 2019, dù vẫn có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, nhưng chưa phù hợp với giá thực tế, có những vị trí giá đất thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉnh về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các vị trí áp dụng bảng giá đất chưa phù hợp với giá thực tế, địa phương phải chờ quyết định về việc điều chỉnh bảng giá đất mới theo quy định. Nợ xá năm 2022 đã đấu còn 25 suất, thì tháng 1 năm 2024, Ủy ban xã Nợ xá cũng đã tiếp tục với đơn tờ trình các cấp của thẩm quyền phê duyệt khung giá đất. Nhưng mà thực hiện cái thay đổi về cái khung giá đất thì hiện tại xã mới đang đợi tỉnh có cái khung giá đất mới. Trong thời gian tới thì cũng rất mong muốn là các cơ quan cấp trên và thẩm quyền cũng phê duyệt sớm, có chủ trương sớm để địa phương không những gì đại xã mà các địa phương để thực hiện cho đấu giãn dân để lấy cái tiền thực hiện cái xây dựng nông thôn mới. Hiện tại mà muốn xây dựng cái đường trường trạm thì nếu như không nguồn đấu giá đất đấy thì mà chậm trễ thì có ảnh hưởng đến các công trình của địa phương thực hiện. Mà đại xã cũng đang thực hiện là chuyển cái trạm y tế thì cũng đã xuống cấp vì cái nguồn kinh phí dư có này thì địa phương từ tổ chức thực hiện được. Tương tự vậy, tại dự án 3,67 ha khu dân cư mới xã An Viên, sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vào năm 2022, cho đến nay đã 4 lần tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Kết quả tổng số 73 suất đất, đấu giá thành công 37 suất. Để tiếp tục tạo nguồn vốn, triển khai các dự án hạ tầng ở địa phương, ngày 23 tháng 9 năm 2024, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 36 suất đất còn lại. Tuy nhiên, địa phương vẫn chờ quyết định bảng giá đất mới thì mới áp dụng và tổ chức đấu giá tiếp được. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tiên Lữ chỉ đấu giá quyền sử dụng đất ở được 3 khu tại 3 xã là Thiện Phiến, Hải Triều và Trung Dũng. Nguồn kinh phí đấu giá ở thấp hơn nhiều so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Điều chỉnh bảng giá đất, nếu triển khai được sớm thì công tác đấu giá quyền sử dụng đất cũng như giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm sẽ được triển khai thuận lợi. Còn nếu nó chậm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thu đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án cũng như đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho dân làm nhà ở, tạo nguồn cho ngân sách nhà nước các cấp. Việc chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở sẽ làm ảnh hưởng đến vốn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong thời điểm các địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, việc sớm ban hành bảng giá đất mới sẽ tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương, không chỉ trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, mà còn làm căn cứ để các địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Mặc dù dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 382 đang triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo giải ngân nguồn vốn, nhà thầu thi công đang tích cực triển khai thi công nhưng vẫn còn 13 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, khiến việc thi công sôi đỗ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Theo đó, hầu hết số hộ chưa bàn giao mặt bằng tập trung ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Bên cạnh đó, mặc dù dự án đi vào thi công đã gần 2 tháng, nhưng những cột điện nằm trong diện di rời vẫn chưa được triển khai khiến cho công trình thi công sôi đỗ và khó khăn. Chúng tôi vẫn phải bắt cầu để chúng tôi đi, mà còn xe cộ chỉ đi được xe máy thôi, xe đạp thôi. Còn ô tô vẫn không đi được mà vẫn còn cao như thế. Múc trong đặt cống mấy ngày bắt đầu mới lại ghép bê tông để đổ xong, lại vài ngày mới đặt được cái mặt cống lên. Bao nhiêu ngày mới lại đổ cát vào thì đổ cát được một lượt cát, xong lại bao nhiêu ngày mới lại đổ được một lượt nữa. Mà bây giờ đổ cát xong lu bây giờ mấy ngày rồi cũng không đổ bay vào cho chúng tôi để cho chúng tôi đi lại cho nó dễ dàng. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 382 thuộc nhóm B với điểm đầu là nút giao quốc lộ 39 và điểm cuối là nút giao tuyến tránh đường tỉnh 376. Dự án có tổng chiều dài trên 7 km đi qua hai thôn Tử Dương và Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Tổng vốn đầu tư là trên 260 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng đường là trên 135 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là trên 90 tỷ đồng, còn lại là kinh phí dự phòng và chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách của tỉnh, thời gian thực hiện là 12 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Thực hiện việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên,
từ năm học 2021-2022 đến nay, thành phố Hưng Yên đã sáp nhập 22 trường tiểu học, trung học, cơ sở thành 11 trường phổ thông có nhiều cấp học. Việc sáp nhập trường lớn góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực hiện có. Như vậy đến nay, toàn thành phố đã giảm được 11 trường công lập so với trước. Công tác sáp nhập trường học được thực hiện tại các phường Minh Khai, Hồng Châu, Lam Sơn, Quang Trung và các xã Hồng Nam, Tân Hưng, Phương Triểu, Hoàng Hanh, Bảo Khê, Phú Cường, Hùng Cường. Sau sáp nhập, các địa phương có điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực cả về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để lập lại kỷ cương trong việc học sinh thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Công an thành phố Hưng Yên đã ra quân kiểm tra xử lý bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, bước đầu giảm rõ rệt tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường. Đáng nói, trong các lỗi vi phạm, bên cạnh thanh thiếu niên bị xử lý vi phạm, đã có nhiều phụ huynh cũng bị xử phạt hành chính vì giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Thiếu niên này hiện đang là học sinh lớp 12 tại một trường phổ thông ở tỉnh Hà Nam. Tối 26 tháng 10 vừa qua, tranh thủ mẹ không có nhà lại được lôi kéo đi chơi tại Hưng Yên, đi mà không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi và không cả chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Em bị xử lý tạm giữ xe ngay sau đó. Hậu quả của sự đua đòi, nông nổi của em và sự lơ là của phụ huynh là sáng nay em và mẹ em phải đến công an thành phố Hưng Yên nộp phạt với số tiền khoảng 8 triệu đồng. Nhưng mà em run và sợ, em thấy mấy chú thì em cũng đi một đoạn nữa. Bạn bè nó dậy, biết thì xe ra từ nhà chưa dậy. Mình đi làm về buổi tối thì là mình đi sang hàng xóm thì có để vứt chìa khóa ở nhà. Mình để như thế thì đúng là mình là cũng sai. Khi được công an thành phố mời lên thì biết là con mình tham gia giao thông nó không chấp hành giao thông. Và khi thấy cảnh sát giao thông thì lại sợ, lại muốn bỏ chạy. Thì như thế là biết cái tội đấy cũng là nặng. Thì sau cái vụ việc như này thì mình về mình sẽ quản lý chặt hơn về vấn đề xe và mình sẽ khuyên bảo con và dạy con là chấp hành tất cả những cái nội quy về an toàn giao thông. Tại thành phố Hưng Yên, sau hơn một tháng ra quân quyết liệt, đồng bộ xử lý thanh thiếu niên lạng lách đánh võng dọc các tuyến phố, tình trạng này đã được giảm rõ rệt. Song để xử lý triệt để tình trạng này, ngoài xử lý hành vi vi phạm của các em, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố còn phối hợp với các sở ngành địa phương để thực hiện tra cứu thân nhân, làm rõ chủ phương tiện để có biện pháp thông báo, tuyên truyền và cả xử phạt đối với phụ huynh khi giao xe. Thực ra thì nhiều phụ huynh học sinh đến đây cũng rất là bất ngờ. Ai cũng nói là con tôi ở nhà rất là ngoan, đến lúc mà thể hiện ở trong cái biên bản, thậm chí các cháu đến dừng xe các cháu không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều đường trên đường bộ. Nhìn nhận rõ về cái sự việc, nhiều khi là mời để các phụ huynh học sinh đến có khi còn chưa hiểu biết rõ về cái quy định của pháp luật về cái việc giao xe không đúng quy định cho các cháu, chưa lường được cái hậu quả về sau này để cái việc mà bàn giao xe cho các cháu, để các cháu đi trên đường bộ thậm chí gây tai nạn giao thông, để gây mất trật tự an toàn giao thông, thậm chí có thể vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Chỉ tính riêng trong tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện xử lý và lập biên bản 110 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 150 triệu đồng, trong đó tạm giữ phương tiện là 88 trường hợp, tạm giữ giấy tờ như đăng ký xe, giấy phép lái xe là 7 trường hợp. Đặc biệt, Công an thành phố đã xử phạt 16 trường hợp là phụ huynh khi giao xe cho người chưa đủ điều kiện với số tiền trên 22 triệu đồng. Đây là những chiếc xe mà Công an thành phố Hưng Yên đang xử lý tạm giữ, và trong số đó thì có không ít những người điều khiển vi phạm lại là học sinh và lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhiều phụ huynh thì thản nhiên giao xe cho con em mình, không chỉ là dẫn đến mất tiền, mất thời gian, mất đi phương tiện đi lại, mà đôi khi là mất đi con em mình và khiến cho bản thân mình lao vào vòng lao lý bởi vì sự thiếu giám sát quản lý lơ là để cho các em gây tai nạn giao thông. Trước phản ánh của nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác sinh hoạt tại khu Đồng Trũng, thôn Đồng Khúc, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã xử lý dứt điểm lượng rác thải gây ô nhiễm và đóng cửa bãi rác trên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc đã thuê máy múc dọn dẹp hết lượng rác thải trải dài từ đầu đường trục liên xã qua thôn Đồng Khúc gom vào bãi rác của thôn nằm ở phía sâu bên trong, đồng thời dùng máy đảo trộn và phun chế phẩm sinh học để tiêu hủy. Để đảm bảo môi trường khu dân cư, xã Vĩnh Khúc đã đóng cửa bãi rác thải trên. Sau này, lượng rác tại khu dân cư ở thôn Đồng Khúc
sẽ được tập kết về bãi rác chung của xã được quy hoạch tại khu vực cánh đồng thôn Hạ Tân. Cùng với những biện pháp trên, xã Vĩnh Phúc đã yêu cầu thôn Đông Phúc đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường khu dân cư và vận chuyển để rác thải đúng nơi quy định. Mặt khác, xử lý nghiêm đối với những cá nhân, đơn vị đổ rác không đúng nơi quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.